Bảo Ngọc, tôi quen Đạt Cừ sau khi ly hôn Hoài Lâm. Bảo Ngọc khẳng định cô không phải là người xen vào mối quan hệ của Đạt Cừ và Du Uyên. Tối mùng 8 tháng 5, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với Đạt Cừ. Đầu tiên, cô khẳng định bản thân không phải là người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn trai và người yêu cũ. Tôi chưa bao giờ dành bất kỳ đồ vật nào với người khác, chứ đừng nói đến việc dành con người. Bà mẹ tôi chia tay cũng vì người thứ ba. Tôi cũng vài lần có người thứ ba chen chân vào cuộc sống nên thà chết chứ không làm người thứ ba. Tôi chỉ bắt đầu mối quan hệ khi người mình đang tìm hiểu đã kết thúc với người trước, cô nói. Bảo Ngọc kể trong những năm sống với Hoài Lâm, cô chưa một lần gặp Đạt Cừ hay trò chuyện với anh trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô cho biết Hoài Lâm và Đạt Cừ không phải là bạn thân, chỉ là đồng nghiệp bình thường. Cơ duyên cô gặp Đạt Cừ là trong một lần đi ăn cùng bạn bè. Tôi gặp anh Đạt sau khi ly hôn một thời gian. Lúc đó, tôi và anh Đạt là những người độc thân. Đến đầu năm 2021, tôi và anh Đạt mới nói chuyện nhiều hơn và cũng trong giai đoạn tìm hiểu, Bảo Ngọc cho hay. Tôi ly thân chính xác là tháng 11 năm 2019. Sau sinh nhật của con vài ngày, chúng tôi đã xảy ra chuyện. Trong những năm trước đó, cuộc hôn nhân của tôi cũng đã xém ly hôn vài lần. Tháng 6 năm 2020, tôi nhận được tin từ chồng cũ, anh nói đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của anh và tìm được nơi anh ấy muốn ở. Tôi tôn trọng và chúng tôi quyết định ly hôn, cô nói thêm. Theo Bảo Ngọc, chuyện tình cảm của cô và Đạt Cừ không chỉ đơn giản là tình cảm trai gái mà có thể cùng nuôi dạy hai đứa trẻ. Cô khẳng định đối với cô và hai con, Đạt Cừ là một người chu đáo. Cô cũng cho biết chuyện tình cảm của hai người nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình và cả Hoài Lâm. Trả lời Dinh, Đạt Cừ cho biết anh và Bảo Ngọc đã hẹn hò một thời gian. Cả hai đến với nhau sau cuộc ly hôn của cô ấy. Cả hai đều mang trên mình nhiều tổn thương. Nhưng cũng vì vậy, cả hai tìm được ở nhau sự chia sẻ, đồng cảm và trân trọng những thời gian bên nhau cho đến thời điểm hiện tại, anh nói.